Hello, Phúc Việt ô tô cũ xin thân ái chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì em tiếp tục lại về được một cặp Cru số tự động mà chỉ hơn 200 củ khoai để giới thiệu đến anh em đây. Đó, và ngoài ra xe thì rất là nhiều nha. Đó, cả bãi bên kia cũng full bãi rồi. Nhưng mà em cũng đang cần thu mua rất là nhiều xe. Thì nếu mà anh em nào mà có bạn bè người thân gia đình của mình có nhu cầu bán xe hoặc lên đời xe hoặc đổi xe thì anh em có thể giới thiệu cho em nha. Ưu tiên những dòng xe lướt, em thu mua một cái mức giá cao nhất và đến tận nơi để thu mua. Sau khi mà mua được thì em sẽ gửi cà phê cho anh em nha. Đây, trước mắt anh em đây là một cặp Cru, Chevrolet Cru bản LTZ số tự động 1.8, siêu đẹp. Đó, để em quay tổng quan qua hai con xe này cho anh em để anh em tham khảo trước nhá, sau đó em sẽ đi vào nội ngoại thất của hai con xe này. Đây, một con thì màu trắng, con này màu trắng thì 2010 đăng ký 2011. Con này thì 2013 đăng ký 2014 màu đỏ. Đấy, trong hai con này thì anh em nào hợp với phong thủy màu đỏ con xe nào thì cứ đến với em nhá. Con kia thì được lên nhiều đồ chơi này. Con này thì zin nguyên bản nhá. Chưa lên màn hình chưa gì cả. Con này thì lên loa súp này, con màu trắng này lên loa súp này, mâm đèn bi rồi ghế điện, vô lăng củ số rất đẹp luôn, lót sàn ghế da, màn hình Android cam hành trình. Con này độ 18 con loa và có cả cục súp nữa nên nghe con xe này thì âm thanh thì khá là ok. Hai chìa khóa điện 5 chỗ rộng rãi. Hai con này phân khúc C đi khá đầm chắc, sedan rộng rãi. Đó, có cánh gió clipo cảm biến cam lùi phía sau. Nhìn con này thì khá là thể thao nhé. Còn anh em nào mà thích dòng xe nguyên bản thì có thể lựa chọn con Cru 2013 đăng ký 2014 màu đỏ biển Thành phố Hồ Chí Minh. Mâm lốp anh em xe này, mâm lốp này thấy không? Dày cui luôn. Cũng là 5 chỗ. Sedan rộng rãi. Con này mới lên được cam hành trình với cam lùi thôi anh em nhé, chưa có màn hình Android. Đó, tất cả các chức năng thì nguyên bản. Đây anh em này thấy không? Ốc ga keo chỉ là còn nguyên, zin tuyệt đối không cấn đụng, không ngập nước. Trang bị hai túi khí phía trước, ghế da, lót sàn 5D, trần nỉ nguyên bản. Đó. 1.8, mức tiêu thụ nhiên liệu của hai con xe này thì nó rơi vào khoảng 8 cho đến 9 lít anh em nha. Đăng kiểm con này thì đến tháng 12 năm 2023, con kia thì đến tháng 11 năm 2023. Đây. Màu đỏ khá là đẹp. Đấy, anh em nào mà thích hai con Cru này có tài chính hơn 200 thì có thể tham khảo hai con xe này. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều xe để phục vụ anh em. Đó, anh em cứ đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm và lái thử hai con xe này và cũng như là tất cả những con xe bên bãi bên kia kìa. Bên kia nó khoảng tầm 30 đầu xe. Đó, bên này được khoảng 40 đầu xe để phục vụ anh em nhá. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ lên trực tiếp cửa hàng bên em tại số 17 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương để trải nghiệm. Và những anh em lần đầu tiên mà theo dõi video của em thì nhớ đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông bên phải màn hình để có thể cập nhật được những video mới nhất trong ngày của Phúc Việt ô tô cũ nha. Rồi, em xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào lại.